Long Giang JA đã uy scan 5.000 đồng. A này là xạ thủ của đội tuyển quốc gia phải cô ạ? À? Quên để cái mặt lên đâu mặc áo đâu tự nhiên. Quên đâu mặc áo đâu. Vài bữa tôi có áo đội tuyển quốc gia mặc lên. Cảm ơn Long Giang nha, cảm ơn em. Vô game mà tập trung. Vui chơi đủ rồi, vui giỡn đủ rồi. Khi nào giỡn là mình giỡn, khi nào nghiêm túc là mình phải nghiêm túc á. Anh còn như CS. Mà tao muốn bài ai da quá ngu à. Trời ơi, tôi vừa bắn súp nó, hay bắn hai đòn không được, tao quên đầu game chưa có tốc độ đánh. Lỗi quá, súp không chịu chạy vô nãy cái ban đầu. Ban đầu đúng ra solo kill rồi. Hay không? Ây da, không kịp. Má, cái ban đó kịp rồi thiệt chứ, đẹp mắt luôn anh em. Má, không kịp anh em ơi. Chạy lên là nó chạy được rồi. Má, cái ban đó kịp đẹp mắt luôn á. Mạng cái đo nhãn luôn á chứ. Không cho tôi làm highlight, biết tôi đang stream, không cho tôi làm highlight rồi. Và sau đây xin mời vị trí xạ thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và đó là Slader đến từ Gam Esports. Giới thiệu chưa, học chưa. Má, thằng nội chịu tôi ngáo đá gì. Ngon chú bơ. Xui thế. Cái đêm à, hút máu kịp cái chà đĩa ba cái chết luôn rồi chứ. À, Blackcool à. Gừng đang đâu vậy Blackcool? Gừng đang dưới. Oh, Blackcool này. Anh tự thôi em. Căng vậy em trai. Blackcool. Gừng đang đâu vậy em? Côn, gừng đang đâu vậy? Lee Sin đó, Lee Sin đánh đâu? Nó xạo nha. Dưới bot đâu? Ơi, em nói xạo nha, gần nó trên nha. Dưới bot này. Sau đâu nét nó cứ để giấu tên dạ đen. Cảm ơn ông nào đã bên đó nha. Và đó là 269 zin. 269 zin phải không? Anh em nhớ like subscribe cho tôi nha. Cái ông nào đôi nét bằng WeScan á, anh em vô cái phần thay đổi thông tin, anh em chỉnh cái đổi tên anh em á. Chứ không hồi là nó sẽ hiện số điện thoại á. Anh em chuyển qua cái tên của mọi người thôi. Còn nếu chỉnh lại chưa được á thì tôi nét lại để xem nó được chưa. Còn nếu vẫn chưa được thì tôi nét lại lần nữa để nó check coi nó đã hiện tên chưa. Và WeScan đổi tên á. Cứ mỗi lần bấm thì đổi tên thì donate cái để coi nó đổi chưa á. Chứ nhiều khi nó bị lỗi cũng không biết được. Phải donate lên nó hiện tên mới biết á. Chừng nào nó hiện tên rồi thôi. Trời ma ơi, làm gì vậy tôi? Gì vậy Blackcool? Đông. Ấy á. Ủa yếu vậy. À, Blackcool phút 12 và 120 đó 303. À, người thay thế Katy rồi. Katy đang ở nhà chơi game, không chơi lên gaming house lạnh sống lưng. Gùng. Cái ghế gùng rồi đó. Blackcool nó cầm cái chân ghế rồi đó. Giờ ông phê nó té cái là gạt luôn chân. Lên. Lạnh sống lưng chưa Katy? Katy đang coi stream không? Lạnh sống lưng chưa? Hay Blackcool đánh không? Lạnh sống lưng liền. Trời gì vậy em trai? Blackcool này nó muốn tập trung đó, nó quên mình phải không cho dập tắt hy vọng của nó.
Rồi, nãy giờ tập trung anh em ơi. Em nhìn lộn tên AD hết play con. Mày em có nhìn lộn tên không play con? Mày em có nhìn lộn tên không? Con. Em nhìn lộn tên, em tưởng đâu là ai ta? Là Slayer 2013 hả? Nhìn lộn đúng không? Này Slayer 2023 mà. Ờ, play con ra biết farm rồi, không găng anh hay nhỏ, hay nọ. À. Ừ, cười. Lee Sin ăn mạng, oh yeah. Good team. Lee Sin ăn mạng đẹp rồi, tưởng cái sao ăn mạng. Cảm ơn NFB nha. Livestream lúc 9 giờ nó khác với livestream lúc 8 giờ tối, anh em hiểu không? Cái người livestream lúc 9 giờ hàng ngày nó khác người livestream lúc 8 giờ hàng ngày. Có TB không con? Có TB gì bắt anh không? Thôi em nói vậy không bắt rồi. Em dễ bị dụ quá, nhỏ dễ bị dụ ghê. Ơi anh nghe mùi bắt anh đó nha. Anh thính lắm á nha. Lỗ ta anh vô đôi ta chó. Bên kia chơi nó có hai tuyển thủ, anh em nó mắc gô nó ao trình team mình quá. Top nó thằng bull, biết nó là play cool nữa chứ. Cánh trên nó lực quá. Đó đó, giờ ví dụ đội hình mình như này nè. Các em mình đánh xanh á thì sẽ bị là một AD 4 đô lệ. Mà đội hình mình nè. Xíu xanh á kêu một AD 4 đô lệ đánh giải cũng vậy đó. Đội hình bích vậy nè. Kêu một AD 4 đô lệ đó. Chơi game xanh cũng là cái tội. Mốt chơi game mình bình thôi, mình không xanh mình cũng không thọ. Là coi như team đấu dòng đồng nguyên cho mình rồi đúng không? Hợp lý chưa? Outlay liền. Chứ giờ game này nó tự làm tự ăn xong rồi cái lỡ thua cái nó kêu ngốn tài nguyên đó. Ăn tài nguyên chả gánh được. Sàn đi tấp tăng cơ mà cứ đẩy cao cho giết cái nhỏ. Trời ơi, gì vậy? Em đánh lại vậy? Trời ơi, anh em ơi, anh em đánh gì mất hết chủ anh em ơi. Dạ. Yeah. Ơi đánh tăng cơ đừng có đẩy cánh. Sao đẩy cánh cho team cứu không vậy? Bên đẩy cánh team cứu xong nó chia ra một ông một cái bút trụ sao? Đó, cô lủng vậy. Trời giỡn hay sao ấy? Cái nồi. Chơi tăng cơ đẩy trụ làm gì? Đẩy cánh làm gì? Đẩy lính thôi, chơi tăng cơ mình đi ra cánh là mình đẩy lính để cho lính bên kia nó không vào trụ, cho bên kia nó bút trụ thôi. Chứ mình cứ đẩy cao sao để bị bắt team cứu sao được? Quấn tăng cơ để team cover ngược chết tôi. Chết tôi thật đấy. Đạo Huy Scan 5.000 đồng,
xạ thủ quốc gia stream sắp 10k viewer. Sao trời thế trời. Sao mà đánh AD 5 đồ 13 mẹ chỉ việc đứng gần AD là win rồi, chạy đâu qua đây 3-4 thằng vậy trời. Hết đạn chứ phải nồi không để hết đạn, phải là để hết đạn chỉ mới súng này bắn là banh trụ rồi. Và đó là tuyển thủ quốc gia. Giận siêu, giận siêu, giận siêu. Anh em nhấn like subscribe cho đơ nha. Ui 9k view. Oh my god. Anh em ơi cho đơ xin một like fanpage của đơ nha anh em. Ứng like fanpage cho đơ nha anh em. Anh em mà chưa ứng like fanpage ứng cho đơ nha. Cảm ơn anh em nhiều.